đều diễn ra từ hai câu lạc bộ và hai tỉnh và cùng một tỉnh, từ một câu lạc bộ và một tỉnh, và Quảng Ninh và câu lạc bộ cùng diễn ra. Và trên hình ảnh nhỏ của các bạn có thể thấy này là hạng U69 tuổi ở phía trái màn hình. Còn trên màn hình chính của chúng ta là trận của Chu Đức Huy và Nguyễn Đăng Khoa. Vâng, lại một thế trận thuận pháo đúng không cô Hà? Vâng. Chủ động bên đỏ thì đã chủ động trực xe và bên đen vừa đi nước pháo 5-1. Có vẻ như cái trận này hôm trước thì có một bạn đã dính bẫy đúng không thưa à? Khi mà đi xe 7-4 ăn tượng. Thì đã có nước là pháo 2-3, xong đó mã 2-4 là bắt chiếc xe. Còn ngày hôm nay xe phải 1 rồi mã 2-4. Vâng. Với cùng một thầy. Đấy cũng là của đơn vị Quảng Ninh. Nhưng tuy nhiên hôm nay thì là cùng một thầy một cô đúng không ạ? Cùng một thầy ra thì không biết là Đăng Khoa có bị dính đòn của Chu Đức Huy hay không? Em nghĩ là không, tại vì bây giờ cái đòn này thì học chung hết rồi mà. Nếu mà bị dính thì chứng tỏ là chưa học bài. Quên bài. một là hôm đấy nghỉ hay là quên bài. Không, như khả năng quên bài thì cũng có thể xảy ra, kể cả mình đúng không? Vâng. Đấy, trẻ con thì dễ nhớ, dễ quên. Vâng. Đăng Khoa thì đang là thận trọng suy nghĩ nước cờ này rồi, có nên ăn tượng không? Và chị nghĩ là có hay không đó? Chị nghĩ là không. Bây giờ đấy cầm tượng lên rồi. À, vậy là vừa rồi là đi lên đã không ăn lên mã và vâng, Khoa đã đi tượng 3-5. Vâng. Rõ ràng Đức Huy đang thể hiện một cái thực lực cũng như là cái phong độ rất cao trong giải đấu này. Bạn ấy thắng tuyệt đối rồi. Xe 7 thoái 1. Hình như đứng ca mà anh là. Rồi, chắc là anh lạc trêu thôi. Các bạn ơi, chỉ nhìn thấy rất nhanh nhá. Mà thể thức của chúng ta đang là thể thức 15 phút có tích lũy ạ. Mình đang thấy là Minh ạ, bạn Nguyễn Hoàng Minh và bạn Phạm Chí Thành đang đi hơi bị nhanh. Có vẻ như quen ở lớp ấy. Là tập kiểu như tập nhau quen ấy. Tuy nhiên là ở hạng U12 khác hẳn chị ạ. Vâng. Nếu như ở lớp thì Đăng Hoàng Minh ạ, Hoàng Minh vẫn đang có cái tỷ số là thắng nhiều hơn, thắng Chí Thành nhiều hơn. Tuy nhiên thì với hai cái ván đấu trong giải đấu này thì cũng chưa biết rồi. Và Hoàng Minh đã hình như là vừa cầm xe rồi phải. Vâng, hai anh lớn thì đang suy nghĩ rất cẩn thận, từng ly từng chút một. Hai em thì đánh gần như là đến cơ tàn rồi. Vậy là Hoàng Minh đang có thế hơn mã, hơn tốt và pháo mã tốt với một pháo. Rất khó để cho Chí Thành chống đỡ ván này rồi. Vâng, lợi thế đã dành cho Nguyễn Hoàng Minh. Vâng, tiến pháo bắt pháo, khả năng là Chí Thành sẽ phải chống sĩ lên. Vâng, bên hình cờ này thì sao? Đăng Khoa vẫn đang suy nghĩ rất cẩn thận. Liệu bây giờ Hà có gợi ý gì cho bên đen không? Chạy pháo 5-8 để cô mã cô xe được không thu à? Cũng là một ý kiến ạ. Tuy nhiên nhưng mà lại ngại là nếu pháo 5-8 thì bị tấn công trung lộ.
mã 4 tiến 5 nữa. Đấy, mã 4 tiến 5 luôn. Mã 7 tiến 5 khoảng 5 phần 3. Mã tốt luôn. Vâng. Và đi đến cửa khoảng 2 bình 3. Vâng, khoảng 2 bình 3 là đang đe dọa đấy, đe dọa chạy khoảng 5 bình 3. Vâng, rất là hay. Bắt xe. Đấy, nếu mà bình xe sao mà cản con mã 2 thì mã 2 có thể bình 4 luôn. Ừ. Đấy, chưa bắt được cây nhưng mà cái hình thế, qua vị trí các quân này rất là đẹp. Vâng. Vâng, vậy là sau một hồi suy nghĩ thì chú Đức Huy đã quyết định đi xe 7 bình 8 bắt mã trước rồi. Bây giờ mã 2 tiến 4 thì sao? Mã 2 tiến 4 thoái mã 7 thoái 5 được không? Mã 7 thoái 5 nếu như mà đi mã 4 tiến 6 thì sẽ là pháo 5 bình 4. Vâng, em nghĩ là vẫn là mã 2 tiến 4. Vâng, thoái mã về thôi. Vấn đề của cả hai bên bây giờ là làm sao để tích cực nốt cái quân xe còn lại, đúng không Thu Hà? Chính xác, hai quân xe vẫn còn chưa xuất động. Vâng, đã xong rồi. Hai bạn đánh còn dư thời gian luôn. Và cô Hà có nhìn thấy ai thắng không ạ? Khả năng là Minh đúng không? Khả năng là Minh pháo mã tốt. Không biết là thắng hay hòa nữa. Không, pháo mã tốt với một pháo mà. Vâng. Tại vì là rất là nhanh ạ. Vâng. Cái Liêm nghĩ rằng là Minh thắng rồi. Tại vì đến cái hình cờ mà pháo mã tốt với một pháo thôi ấy, nó còn đơn giản như vậy thì không có lý do gì mà bạn Minh vẫn lại để thua ngược đúng không? Vâng, không thể thua được. Vâng. Em thấy là cửa đen hết quần. Khoa đang là suy nghĩ. Bây giờ mà một mình quân mã đi vào trận địa là cũng không được, Khoa nhỉ? Vâng. Giờ đi mà 4-6 là chạy vào 5-4 luôn đó. Vào 5-4 là đồng thời để vừa ngăn cản lại vừa để tạo cái đường cho con mã 5 đang bắt mã. Tiếp tục lao xuống được không? Lao xuống đâu? Vâng, lao xuống lộ 8 ạ. Mã 6 ạ, tiến 8. Mã 6 tiến 8. Để bắt tốt đấy ạ, để bắt tốt 3 đấy ạ. Đến đen đi mà thua. Bây giờ đi mã 4 tấn 6 ạ. 4 đến 6, mã đỏ đi pháo 5 bình 4. Thì lại tiếp tục là mã 6 lại tiến 8 tiếp. Mã 6 tiến 8 thì gác tượng lên. Vâng, gác tượng nào? Vâng. Hoàng Minh. Vâng. Nguyễn Hoàng Minh. Vâng. Vậy là thông tin từ anh Cảnh chính xác rồi. Vâng. Là Nguyễn Hoàng Minh. Thì Nguyễn Hoàng Minh đã giành chiến thắng ạ. Vâng. Ở hạng 69 tuổi thì Hoàng Minh đã thắng Phạm Chí Thành. Vâng, còn vâng, sau một hồi suy nghĩ thì Đăng Khoa đã không vội vàng đi mã 4 tiến 6. Vì rõ ràng là con cũng nhận thấy rằng là nếu mà để một con mã nhảy lên á, phía trên tấn công thì cũng chưa đem lại hiệu quả. Chính vì vậy mà Khoa đã huy động nốt con xe còn lại trên một bình 3. Và lúc này thì Chu Đức Huy đã nhanh chóng đưa pháo 5 bình 6 ra bắt mã. Bây giờ thoái mã 4 thoái 6 được không Thu à? Nhưng mà nhảy mã không được rồi, đi mã 4 tiến 6 không được, thì mã 4 thoái 6 về. Mã 4 tiến 6 thì cũng vẫn đang bắt pháo mà. Ý Thu Hà là đổi đi hả? Đúng mà đổi. Mã 4 tiến 6 thì e là mã 5 tiến 4. Nếu mà mã 4 tiến 6 thì cũng buộc phải. Hoặc là mã 4 tiến 6 thì lúc đấy pháo đỏ lại chạy sang. Lại chạy sang. Lại chạy sang. Khoa đã huy động nốt con xe còn lại. Khuôn mã đen lại một bình 3.
Nếu mà và đi lúc mã này 6.8 thì chỉ được đã nhanh gác chóng tự lên khoảng 5.6 à, ra lúc, bắt lúc mã. Sau thì đi mã 5.3 là bắt mã. Mã 4 thoái thì... 6 được không Thu à? Nhưng mà nhảy mã không được rồi. Đi vào 4.6 không được. Mã 4 thoái 6 về. Mình đang lo ngại như vậy vì cho chưa có quân kiểm trợ. Vẫn đang phát pháo mà. Đấy, chúng ta cùng chờ xem là Đăng Khoa sẽ lựa chọn phương án nào. Đi có đi mã 4.6 hơn không hay là mã 4.6. À, cá nhân Kỳ Liêm thì thấy là nếu như mà để hoặc là mã 4.6 thì lúc đấy pháo đỏ lại chạy sang 6 lại chạy sang và đang huy động nốt quân xịt quân mã. Tuy nhiên mã 4.6 thì có nước mã 4 mà đến ngày 6 thì đã nhanh gác tự lên 5.6 ra bắt mã thì đi mã 5.3 nguy hiểm. Bây giờ đi mã 5.6 thì 6 được không Thu à? Nhưng mà nhảy mã không được rồi, đi vào 4.6 không được. Mã 4.6 về đang lo ngại như vậy vì cho chưa có quân 4.6 thì sao đây? Chúng ta cùng chờ xem là Đăng Khoa sẽ lựa chọn phương án nào. Đi có đi mã 4.6 hơn không hay là mã 4.6? À, cá nhân Kỳ Liêm thì thấy là nếu như mà để hoặc là mã 4.6 thì lúc đấy pháo đỏ lại có vẻ như Khoa đã bị mất sang quân quân huy động nốt quân xịt quân mã. Tuy nhiên mã 4.6 thì có nước mã 4 mà đến ngày 6 hoặc 8 thì đã nhanh gác tự lên 5.6 ra bắt mã thì đi mã 5.3 nguy hiểm. Bây giờ đi mã 5.6 thì 6 được không Thu à? Nhưng mà nhảy mã không được rồi, đi vào 4.6 không được. Mã 4.6 về ở trận tranh Ba Tư ở ván đầu tiên thì sao đây? Quê ở câu bộ câu lạc bộ lên trở lại là Đăng Khoa sẽ lựa chọn nhất phong nào của câu lạc bộ đi có đi ra 4.6 hơn ta sẽ là mã 4.6 theo. Cá nhân Kỳ Liêm thì thấy là nếu như mà để hoặc là mã 4.6 thì lúc đấy pháo đỏ lại có vẻ như Khoa đã bị mất sang quân quân huy động nốt quân xịt quân mã. Tuy nhiên mã 4.6 thì có mã 4 mà đến ngày 6 hoặc 8 thì đã nhanh gắt Thu Hà nhỉ? Đấy, vừa rồi có mã thì có sự lựa chọn mã 4 thoái 6 và 4 tiến 6 và 4 thoái 3. Vâng. Nhưng mà mã 4 thoái 3 thì sợ pháo ăn sang cũng lại đang bắt xe. Vâng. Dạ vâng ạ, xin chào bạn Thiên Tâm Đạo, chào Hiệp Nguyễn. Cảm ơn bạn để mình nhắc bộ phận kỹ thuật chỉnh giúp nhé. Phải là âm thanh bị nhại và nhỏ. Kém xe thì quả là rất là khó cho Nguyễn Đăng Khoa. Vâng, trên bàn cờ lúc này thì chúng ta thấy bên đỏ còn 2 xe 2 pháo mã và bên đen thì còn 1 xe 2 pháo 2 mã. Rõ ràng thì cái lợi thế đang thuộc về bên đỏ của bạn Chu Đức Huy rồi. Thời gian lúc này của Huy còn hơn 13 phút và thời gian của Đăng Khoa là hơn 5 phút. Vâng, Khoa sẽ phải chống trả và phòng thủ thế nào đây? Vâng, rất là khó rồi. Rõ ràng với việc mà kém xe đúng không ạ? Và cái thế cờ nữa, cả thế cờ này thì chúng ta cũng thấy rằng là Huy đang có sự vượt trội rồi. Sĩ 4 tiến 5. Có lẽ Huy sẽ tìm cách để có thể tích cực được con xe 9. Vâng. Quân mã của phía đen cũng khó làm thoát được đúng không? Và nếu muốn giải thoát thì có thể chạy pháo 3 bình 1 được không Thu Hà? Sau này là đi mã 3 thoái 1 ăn bất biên. Tuy nhiên mà ăn xong thì nó cũng không có đường. Vâng, không có đường di chuyển. Bỏ có thể tiếp tốt 5 lên. Có vẻ như Khoa đang đề nghị đếm nước đúng không ạ? Thấy dừng lại đồng hồ đó.
đưa xe lên. Chứ bất pháo. Vâng, xe bất pháo ngay lập tức thì pháo sau đã nổ lên tốt rồi. Vâng, rất kinh nghiệm. Huy lại bắt đầu chỉnh đồng hồ để đếm lại nước sau nước ăn. Binh 5 tấn 1. Sau đó tiếp tục binh 5 tấn 1. Và để chuyển pháo 3 bình 7 hoặc là mạng 6 tấn 5. Huy cũng đang cũng không vội vàng đi con xe. Bây giờ hoặc là có thể đi tấn đi khai triển bằng nước tấn tốt biên được không? Wow. Binh 9 tấn 1, binh 9 tấn 1. Vâng. Để ra nốt cái con xe tại mạnh thì em nghĩ là con xe này ở nhà sẽ phòng thủ ạ. Tại vì là bây giờ mình chưa cần phải đi con xe nữa. Ở đây đang xe hai pháo mã hả? Chính xác ạ, mình đang thừa rất nhiều quân chưa dùng đến. Vâng. Sẽ sử dụng trước con xe 9 đi. Không cần phải triển khai nữa bởi vì sẽ phòng thủ bộ xe hai pháo một mã của tổ đen. Vâng, ăn sang. Quyết định là 3319. Liệu bây giờ đi xe 9 tiến 2 được chưa? Vâng. Được rồi đấy. Xe 9 tiến 2 bây giờ mã của cửa đen đang không biết đi đâu. Không biết đi đâu. Vâng. Đấy, rồi con pháo là con mã đen không biết đi đâu luôn ạ. Có vẻ như Khoa ăn lúc này cũng chưa chuẩn. Và xe 9 tiến 2 thì mã 3 thoái 1. Mã 3 thoái 1, tuy nhiên thì con mã 6 có thể chạy bất kỳ lúc nào để bắt đúng không ạ? Không ạ. Đấy, xe 9 tiến 2 mã 3 thoái 1 thì lúc đấy đi mã 6 lên mã 6 tiến 8 chẳng hạn. Di chuyển vào mã 6 là không biết là con mã 1 và con mã 1 không có đường để chạy luôn. Vâng, có vẻ như các nó rất khó vì các quân của bên đen khá rời rạc. Chính xác là nước xe 9 tiến 2. Mã đen có ăn phải tốt rồi. Nhưng mà không ăn phải tốt cũng bắt buộc rồi. Vâng, không có đường nào khác. Nếu mà bây giờ mà chạy pháo 3 bình 4 để cho xe 3 giữ được. Thì bên Huy sẽ ăn đi. Cứ ăn pháo đổi đi xong sĩ ăn lên thì xe 8 bình 6 vỡ nốt sĩ. Nếu mà về tượng thì pháo 3 tấn 3 chiếu được ăn về xe 6 bình 3 ăn mã. Khó. Bắt buộc rồi. Và bây giờ Huy sẽ đi đâu? Mã 6 tiến 8 được chưa? Mã 6 tiến 8 thì khả năng là lại phải 6 3 tiến 4 thì ngồi cho con pháo 9 giữ con mã 1. Thế thì xe 8 mình 5 ăn tượng à? Ăn tượng thì bắt mã, vỡ cờ ngay. Được, vâng, tại vì là tượng của bên đen đã coi như là một tượng treo biên rồi. Mã 6 tiến 8 là không biết mà con mã biên đi đâu. Rõ ràng Huy đang tỏ ra rất thận trọng. Hình như là Huy còn muốn giật. Không, giật xe thì không được. Hay là pháo ăn sang tốt. Huy đã đi chạy mã 6 tiến 7 à? Vâng. Mã 6 tiến 7 thì bây giờ tự ăn lên thôi. Tự ăn lên xe ăn bắt pháo đúng không ạ? Nhưng mà đi mã 6 tiến 8 thì mình cũng có cảm giác là bên đen đâu có đường phản gì đâu đúng không? Cũng không có đường phản gì đâu ạ. Cũng không nhất thiết là phải tiến mã đúng không ạ? Có lẽ là thì cũng thấy hơn nhiều quá. Bằng lại bây giờ lại tiếp tục mã 7 chiếu được không? Không cần chiếu ạ, mã 7 tiến 9 bắt pháo ạ. Vừa bắt mã vừa bắt pháo ạ.
nước quân chắc luôn. Không có nước để sống đỡ nữa. Trời ơi, Huy đi theo cô Liêm rồi. Đi theo cô Hà là còn ăn nữa. Vâng, cũng ăn rồi. Nhà em thì dậy thì anh thử gì vẫn ăn thôi ạ. Rồi chạy pháo 3 tiền 2. Pháo 3 tiền 2 thì lại bất sĩ. Cậy sĩ, tượng. Khó rồi, vâng. Và Đăng Khoa đã buông cờ xin thua rồi. Vâng. Vậy thì chúng ta đã có kết quả của ván 1 đấy. Đây là ván 1 thôi. Lượt đi và sẽ có lượt về nữa, đúng không Thu Hà? Vâng. Thì lượt đi thì bạn Đăng Khoa đã thua Đức Huy rồi. Xin chúc mừng Đức Huy đã có điểm một điểm lợi thế đầu tiên trong trận chung kết. Vâng, xin mời quý vị khán giả hãy chờ trong ít phút để chúng ta sẽ có trận lượt về của trận chung kết và trận tranh 3-4 của hai hạng tuổi 6 và hạng 6-9 và hạng 10-12. Trong giải đấu này thì chúng ta đã quy tụ được tất cả là 76 vận động viên tới từ 6 tỉnh thành, 4 câu lạc bộ, 16 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở và 1 trường mầm non. Đó là những gương mặt mà xuất sắc nhất đã đại diện cho các trường, các câu lạc bộ, các tỉnh thành đi thi. Và những 16 gương mặt xuất sắc nhất đã thi đấu vào sáng ngày hôm nay để chọn ra các bạn thi đấu ở vòng tứ kết, bán kết. Và bây giờ chúng ta đang có những trận chung kết và trận tranh 3-4. Rõ ràng để tạo nên một giải đấu cũng như một chương trình hoàn hảo thì có rất nhiều người đằng sau để đang bận rộn. Thế nên là những cái gì mà chưa khắc phục ngay được thì cũng mong quý vị khán giả thông cảm. Đấy, anh Cảnh sáng nay đi được còn phải đấy, chạy bằng chân đất, bỏ dép ra chạy để cho kịp chương trình nữa. Vâng, xin mời quý vị khán giả đến với ván thứ hai giữa bạn Nguyễn Đăng Khoa và bạn Chu Đức Huy. Xin mời Thu Hà bình luận chuyên môn ạ. Vâng, rất nhanh luôn, pháo đầu đối bình phong mã tam binh ạ. Và bên đỏ đã chọn biến phi pháo. Vâng, hai bên đi rất là thuộc cuộc luôn, đi hoàn toàn theo búc ạ. Đi rất là theo búc theo thầy hả? Vâng. Đi rất nhanh ạ. Không cần phải nghĩ luôn. Thế cộng giờ quá thuộc rồi. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bạn Lào Cai đã hồi âm. Xin cảm ơn anh Lạc Vùi số 3 là anh ủng hộ và cho hai bình luận viên phải không anh? Cảm ơn Đặng Đang ạ. Lại là nước mất quân rồi ạ. Đúng không ạ? Đen vừa mới dâng pháo lên, vừa bắt mã vừa bắt pháo. Trời ơi. Có lẽ là Đăng Khoa không nên đua tốc độ với cả anh Chu Đức Huy, đúng không? Không nên đua, tại sao mà lại lấy cái đúng cái sở trường của mình để đi đọ với cả điểm mạnh của đối thủ, đúng không ạ? Vâng. Và mình phải, người ta thích đánh nhanh thì mình phải đánh chậm chứ. Vâng, vì là Đăng Khoa đã buông cờ rồi sau khi mà thấy mất quân rồi. Vâng. Và thì là một trận chung kết. Vâng, và xin chúc mừng Chu Đức Huy. Vâng, bạn đã thể hiện một cái phong độ rất tốt, một thực lực mạnh. Không ai đó, đúng là hiện tại bây giờ là không ai có thể vượt qua được Đức Huy rồi.